bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà. Lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tình thức. Lời Phật thầy đi trên cái đoạn đường này, một ngày thầy đi rất là dài. Không biết là coi như mà cái quá trình lúc đầu thầy đi là chân khẳng rồi, có đau có nhức không, mình luyện tập như thế nào để đi được vậy thầy? Chủ yếu là mình đi bằng cái tâm, cái niềm tin á. Đức Phật nó đau, nó đau nhưng mà mình vẫn luyện tập, mình vẫn đi, nhưng mà đến khi hắn quen ấy, đi nhiều rồi mình tư duy nó là vì cái niềm vui của mình đấy, để theo lời Phật dạy. Thế mình đi cái tâm thấy nó đau nó còn bình thường. Nó thấy nó cũng không như không đau ấy. Thế mình đi đường đi con thấy chở trên đường nhựa mà nhiều khi nó nóng hổi vậy, chân có phòng đồ không sợ? Dạ chân thì nó hết phòng rồi, nó phòng rồi. Nhưng mà đi nhiều á, chẳng hạn như là 30 cây số thì nó không có vấn đề gì, nhưng mà đi cả 40 cây thì nó ráp. Quá rồi nó thì nó ráp, nhưng mà qua nó thì nó không chịu. Như mà hồi sớm á, thì con có gặp sư á, con cúng dường thức ăn buổi sáng á, thì sư không có nhận nữa, là cái mình chỉ nhận ở trong buổi sáng mà chỉ một bữa một ngày thôi sư. Dạ buổi sớm từ khi mặt trời lên á, 5-6 giờ ai cho sớm thì mình nhận sớm, sau người đầy bình bát ấy, rồi mình đi không được nữa mình tìm cái chỗ nào đấy no đủ rồi mình dùng ấy, rồi mình không ăn nữa. Từ đó rồi tới chiều thì mình không nhận đó, ngày mai thì mình đi khất thực mình mới nhận lại. Một cái bữa ăn như thế rồi con cũng thấy là những cái thầy khác là như thường ăn vào giờ ngọ, còn ở đây hồi sáng con nghĩ là chưa tới giờ ngọ nên con cũng cúng dường rồi ăn luôn, đó là con cũng không có biết, nhưng mà mình ở đây mình cũng ăn thoải mái là buổi sáng hay buổi trưa. Trước 12 giờ họ cho khi nào thì giờ mình đi khất thực là lệ thuộc vào cái thời gian đi khất thực. Nhưng mà đừng có ngồi cho người ta cho. Nhưng mà không phải là mình chờ cho đến 10 giờ hay 11 giờ mình mới ăn được. Chẳng hạn như giờ đang đi mới sớm ra, có người mới 7 giờ cho đầy rồi, đâu có chờ đến 12 giờ được nữa, đâu 10 giờ được nữa. Mang đi nó nặng. Cái thứ hai nữa là mình để rồi kiến kiếp rồi, hay là nó dùng xong rồi mình xả bỏ. Mình đi hỏi cho khách thực được khi nào thì hỏi cho khi đấy, nhưng mà sau 12 giờ thì không ăn nữa. Mình không có cố định là phải giờ ngọ hay là buổi sớm. Tùy theo tùy nhân viên. Nhân viên họ cho 7 giờ thì mình dùng 7 giờ, mà cho 9 giờ mình dùng 9 giờ. Cho 10 giờ thì dùng 10 giờ, chẳng hạn như là con ở đây mà ngày mai tới 10 giờ con mới vào được cái làng bên kia con khất thực thì 10 giờ mới dùng. Chứ không phải là khi nào cũng có. Nói chung là trong buổi sớm mà có khách được vật thực khi nào thì dùng khi đấy. Ai cho dùng xong rồi lại không dùng nữa. Như vậy mình đi có khi nào mà ở những cái vùng núi này mà mình không có nhận được vật thực không sao? Con thì từ hồi ngày bộ hành đến giờ thì chưa có. Khi nào cũng vào cũng xin rồi họ cũng cho cái cơm nguội hay là cái củ khoai hay là cái kẹo hay cái bánh gì á. Thì họ cũng cho, hay là cái cây cây gì đó, có điều là họ cho thì gặp những cái bánh mà trứng với sữa với lại những cái thứ đồ mặn đấy, mình không ăn được, với lại những cái thứ mà mình ăn mà cảm thấy nó mất cái oai nghi ấy, mình không ăn thì mình không lấy thôi, chứ nếu mà mình lấy những thứ đó thì không thiếu. Thank you.
khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết. Hãy lắng lặng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.